Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối qua đến dạng sáng ngày 8 tháng 5, ở phía đông bắc bộ, khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Tại Cao Bằng có mưa đá làm thủng nhà dân. Tại Thái Nguyên, trận mưa to kèm rông lốc diễn ra tối ngày 7. Dạng sáng ngày 8 tháng 5 tại các địa phương trong tỉnh đã làm cho một số nhà dân, công trình phụ trợ bị tốc mái, hàng chục cây xanh bị gãy đổ. Tại khu vực đường Minh Cầu, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên tối qua ngập sâu, có nơi ngập 30 đến 40 cm. Một số khu vực trũng, thấp nước dâng lên tràn cả vào nhà dân. Ở huyện Đông Hỷ có một số tuyến đường bị ngập, các lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo người dân. Tại Cao bằng chiều ngày mùng 7 tháng 5, mưa đá xuất hiện khá nhiều tại các xã vùng núi huyện Hà Quảng, huyện Trùng Khánh, huyện Quảng Hòa. Lãnh đạo huyện Hà Quảng cho biết trận mưa đá kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, tàn phá hoa màu và tài sản của dân, khiến một số nhà dân bị thủng mái ngói. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, chiều ngày 7 tháng 5, ở huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương Nghệ An đã xảy ra mưa rông kèm lốc, gió giật mạnh. Thống kê nhanh, cơn mưa rông kèm lốc làm một người bị thương, 75 nhà bị tốc mái, 6 nhà bị sập. Ngoài ra có một trường học bị tốc mái và 3 cột điện bị gãy đổ.